bao nhiêu đồng đi mà sao tiền đâu ra? Cái sao này tiền đâu ra? À, đưa từ Mỹ đó mà, mà để bao nhiêu người mình 13 người. Mười ba người đi đâu vậy? Lô nào cứ xuống đi, cứ xuống họ mà được cũng đủ lên thôi là cùng. Ủa 4 đồng một người hả? 4 đồng một người. Từng ca ra 4 đồng một người. Mà có tiền hai xích là 6 đồng. Mà có tiền hai xích là 6 đồng. Tiền ca ly thì còn có 3 đồng thôi. Scary? Very scary? Yeah, it's scary! I'm scared too! Scary! Okay, so it's scary too! Không có thấy đâu! Điên dòng lắm, nó chậm như rùa. Xuống xuống cái đầu xe kia. Canada mà nó có thổi tiền. Một đồng đô la, một đồng cái này. Nó có thổi tiền. Họ nói So $1, one Canadian, why? Right now you're in Canada, we use Canadian currency. If you go as a tourist, I understand, you but gotta be able to exchange your currency. Oh, I can. Canadian dollars, really useful in Canada. Nhưng mà mình đưa nó tiền đô, nó có được thối lại tiền đô không? Thối lại tiền Canada nữa. Cái chuyện nãy mình nói có chừng 12 người thôi. Nó để mà, nó qua đây nó tính hết à? Nó qua đây đến. Oh my god. Mình có. Sao đâu, có gì đâu vô. Quê quá vậy đó. Look at that, you ain't scared yet. Go. Go. Không đi cho mình nhìn nè. Không có gì đâu. Chị nghe được cái gì không? 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 Ồ không đó, chúng nó đâu có đưa được xin xuất mà lên là cám không? 52 đồng nữa. Quay lại đến cái đúng không? Ủa? Bốn rồi một máy là bây giờ hết tiền đô rồi nha, đi lên là đi bộ hết tiền đô rồi. Tôi hỏi quê 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 á. Không chút xíu bạch vô thì mình đổi tiền, mình đổi cho nó đổi tiền thôi. Đi bộ thì không đi bộ mạnh hơn á, không mạnh hả? Đều mới biết chị đi được à? À thì bởi vậy em mới nói đi bộ xong mới thấy bộ bỏ 4 đồng ra sao là đáng đó. Bây giờ có no cost of one is the first information upstairs, otherwise maybe you can find one downstairs. Con lên đi về thôi, con đi cho 4 đồng uống vậy. Đừng đi xa lắm. Ok. Cái đường này, cái đường bên hông. Ok. Cái gì gãy cổ? Hả? Cái gì thang gãy cổ? Thang gãy cổ. Dễ thương. Hôm qua tối thì đèn ở đèn nhà của em rồi. Ồ vậy hả? Cái này nó không có cho sorry, tắc. Chắc vậy thôi. Inside the room.
Kia kìa, cái kia khác nữa. Xa xe vậy thôi. Bridge.
cho nó có chút xíu nó có ánh sáng, nhưng mà nó cũng to lắm, nó làm bị có vấn đề cho ra giữa này. Ok, chụp cái nè. Ủa giờ hả? Cái chụp hay hơn không? Dưa chụp hay hơn chứ, đương nhiên rồi. Oh, next, next, next. Cái này mới là công chính. Cái này mình mới chụp. Thế mình nhớ mình vừa qua cái cầu bên cơm là phải đúng không? Assembly National Quebec này. Đó đó, ở cái khu này cái Parliament. Miệng nữa kìa. Có có hả? Nó bỏ miệng. Mới bỏ miệng ăn nữa kìa. Mới bỏ miệng ăn. Cũng là nhà kìa.